Với mức sống đang dần được cải thiện, xu hướng hiện nay, nhiều phụ huynh bắt đầu nghĩ tới việc mua bảo hiểm nhân thọ cho con của mình từ rất sớm, như một giải pháp góp phần chuẩn bị cho tương lai phát triển vững chắc của con khi con vào đại học hay ra trường. Tuy nhiên, về việc có nên mua bảo hiểm nhân thọ cho con hay không, vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều nhau. Theo tôi thì mua bảo hiểm cho con thì là một điều rất là tốt, vì đấy là cái vốn tích lũy để sau này mình có chuyện gì thì con mình cũng có một cái khoản tiết kiệm để con mình nó yên tâm để bước tiếp trên con đường ăn học. Nhiều người nói á, mua bảo hiểm nhân thọ cho con thì tốt hơn, nhưng mà tôi sẽ không mua, tôi sẽ mang số tiền đó tôi gửi vào ngân hàng và tiết kiệm á, thì số tiền đó sẽ lời lãi cao hơn. Tôi cũng nghĩ là nên mua bảo hiểm cho con mình. Thứ nhất là lỡ có bị đau ốm gì đó thì bên bảo hiểm sẽ lo hết. Bây giờ nếu mà con có cái sự cố gì á thì cũng có gia đình, bố mẹ và ông bà này kia lo, chứ cũng không cần thiết phải là mua bảo hiểm nhân thọ. Đối với bản thân tôi thì dù bảo hiểm thì tôi cũng rất là phân vân. Có người nói rất tốt, còn có người nói thì cũng không tốt, nên bởi vậy tôi cũng phân vân nên tôi chưa mua. Thưa quý vị và các bạn, có nên quyết định mua bảo hiểm nhân thọ cho con hay không là điều mà Huyền tin nhiều của quý vị phụ huynh vẫn đang suy nghĩ. Và để giúp gỡ rối vấn đề này thì ngày hôm nay xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng gặp gỡ và trò chuyện với chuyên gia tư vấn tài chính cá nhân Thạc sĩ Cao Thùy Liên. Và hy vọng rằng qua những ý kiến của chị thì quý vị và các bạn có thể sớm đưa ra những quyết định cho mình. Xin chào Thạc sĩ. Xin chào Khánh Huyền và xin chào quý vị khán giả của chương trình Thành phố hôm nay. Thưa chị, đầu tiên thì chúng ta hãy nói chuyện với nhau với tư cách là những người phụ nữ đi ạ, và những người mẹ. Thì chị suy nghĩ thế nào về việc là mua bảo hiểm nhân thọ cho con? Mình thì một khi mà đã trở thành cha mẹ thì chúng ta luôn lo nghĩ cho con của mình và muốn bảo vệ tốt nhất cho con. Trong cái điều kiện ngày hôm nay á, thì các bậc cha mẹ có điều kiện để mà chăm sóc cho con mình tốt hơn, với cái bối cảnh là có rất là nhiều cái giải pháp bảo hiểm cho trẻ em ra đời. Bảo vệ cũng có, mà tích lũy để làm hành trang lập nghiệp, học hành cho con sau này cũng có. Vì vậy mà các bậc phụ huynh rất là quan tâm, muốn tìm hiểu để trang bị cho con của mình. Dạ. Và cái hình thức mua bảo hiểm nhân thọ cho con thì theo chị nó sẽ phù hợp với những gia đình có điều kiện kinh tế như thế nào? Nếu như mà thu nhập khá ổn định, ví dụ như hàng tháng có thể trích ra 5-10% thu nhập để tham gia bảo hiểm, thì chúng ta có thể lựa chọn những cái giải pháp mà vừa bảo vệ vừa tích lũy. Trong đó một phần phí bảo hiểm sẽ trích ra dành dụm đầu tư để làm của để dành cho con sau này. Còn nếu mà điều kiện kinh tế gia đình hạn hẹp thì chúng ta có thể tìm hiểu những cái giải pháp mà chỉ thuần bảo hiểm thôi, không có kèm theo cái phần tích lũy. Hoặc là chúng ta có thể chọn cái giải pháp bổ sung trong hợp đồng của cha mẹ để giảm cái phần phí phải đóng hàng tháng. Vậy thì theo chị, trong những gia đình mà cái điều kiện kinh tế của họ không dư giả để mua bảo hiểm nhân thọ cho con, tuy nhiên họ vẫn muốn và họ vẫn quyết định mua, thì cái rủi ro mà thường họ gặp phải đó là gì ạ? Thực ra rủi ro mà phổ biến nhất khi mà tham gia bảo hiểm nhân thọ đó là cái việc là chúng ta có khi là chúng ta sẽ chật vật trong cái duy trì đóng phí, hoặc là tệ hơn là chúng ta sẽ phải dừng cái hợp đồng trước cái thời hạn vì không đủ cái điều kiện để mà theo đuổi lâu dài. Đó là vì thường thì những cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có cái thời gian đóng phí kéo dài từ 5-20 năm. Mà trong suốt cái thời gian đó, nếu mà gia đình có cái thay đổi hoặc là có cái biến động gì làm ảnh hưởng đến cái kế hoạch tài chính của gia đình thì chúng ta buộc sẽ phải dừng cái hợp đồng trước hạn. Và trong trường hợp mà tham gia bảo hiểm nhân thọ có cái tích lũy thì nếu chúng ta dừng hợp đồng trong 2 năm đầu thì chúng ta sẽ không lấy lại được cái số tiền tích lũy đã đóng. Thưa quý vị và các bạn, đối với những trường hợp các bậc phụ huynh đã quyết định mua bảo hiểm nhân thọ cho con thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem lý do họ quyết định đó là gì. Tôi có hai bé, thì bé lớn nhà tôi năm nay đã 16 tuổi. Nhưng mà hồi đó thì tôi chưa biết đến bảo hiểm nhân thọ nên là tôi đã không mua. Còn đến bé sau này thì tôi cũng được bạn bè giới thiệu và tôi mua cho bé từ năm bé 4 tuổi đến bây giờ là được 2 năm, bé đã 6 tuổi rồi. Và tôi thấy mua như thế thì sau này mình có lớn tuổi hay là mình có nói dại và mình có làm ăn nó không còn tốt đẹp nữa thì mình cũng có một cái số lượng tiền đó để cho con khi ra trường nó có một cái hành trình hay là có một cái tiết kiệm nào đó để cho con nó được đi đại học giống mọi người. Mà tôi thấy tôi mua cái gói là một tháng tôi đóng có 1 triệu thì cũng như là mình ăn bớt ra thôi. Ví dụ như là hàng ngày tôi cũng bỏ con heo á, khoảng 20-30 ngàn gì đó, hôm nào tôi có tôi bỏ 50, còn không tôi bỏ 30. Thì mình cũng đóng, mình thấy là rất là nhẹ nhàng, nhưng mà quay đi quay lại
sau khi mà con tôi 18 tuổi thì mình đã có mấy trăm triệu để mình cho con mình đi đại học, thì mình nghĩ đấy cũng là một cái vốn và rất là có ích giúp đỡ cho mình để mình có một cái quỹ tiền để mình tiết kiệm dành cho con mình sau này. Lúc đầu thì mình nghĩ thì làm ăn khó khăn thì mua bảo hiểm khoảng 500 một tháng, nhưng mình nghĩ thì đến lúc đó thì nó sẽ không đủ số tiền cho con nên mình tăng đến 700 một tháng. Hiện tại thì đã đóng được 7 năm mấy rồi nên mình cũng yên tâm về vấn đề đó. Thưa chị, bên cạnh việc mua bảo hiểm nhân thọ cho con để phòng tránh những rủi ro xảy ra thì các bậc phụ huynh cũng có một ý, đó chính là muốn có một cái vốn tích lũy để giúp cho con sau này có thể đi học đại học hay là du học nước ngoài. Chị nghĩ sao về hình thức tích lũy này ạ? Nhìn ở cái góc độ mà cái số tiền chúng ta dành dụm tích lũy lại thì cái nguyên tắc đầu tiên đó là không bỏ trứng vào một rổ. Vì vậy mà chúng ta sẽ chia cái số tiền của mình ra nhiều cái khoản khác nhau cho những cái mục tiêu khác nhau và đầu tư vào nhiều kênh khác nhau. Riêng đối với cái việc mà tích lũy qua cái kênh bảo hiểm thì đây là một cái kênh an toàn, tuy nhiên là lãi suất thấp và cái khả năng linh hoạt thấp, có nghĩa là cái khi mà chúng ta cần thì chúng ta sẽ khó rút ra. Vì vậy mà ngoài cái kênh mà tích lũy qua bảo hiểm thì chúng ta cần lưu ý là phân chia cái số tiền chúng ta qua những cái kênh khác có cái hiệu suất tốt hơn cũng như là cái khả năng linh hoạt cao hơn. Họ chọn một cái hình thức khác để tích lũy cho con, đó là gửi tiết kiệm. Chị so sánh thế nào về hai hình thức này? Thì cái khác biệt quan trọng nhất của hai cái hình thức này đó là cái khả năng linh hoạt. Tích lũy qua bảo hiểm thì cái khả năng linh hoạt thấp hơn. Chúng ta phải tham gia bảo hiểm trong cái thời gian dài 5 đến 20 năm. Và thật ra thì chúng ta có thể rút hoặc là tạm ứng sau 1-2 năm đầu. Tuy nhiên là có nhiều cái giới hạn về số tiền rút, số lần rút cũng như là phí. Trong khi là tích lũy qua kênh tiết kiệm thì chúng ta có thể rút ra sau cái kỳ hạn ngắn hơn hoặc là chúng ta có thể đóng linh hoạt hơn theo cái khả năng. Còn cái điểm giống nhau giữa hai cái kênh tích lũy này là độ an toàn cao, tuy nhiên là cái hiệu suất thấp. Dạ vâng. Vậy thì đối với các bậc phụ huynh mà đang có ý định mua bảo hiểm nhân thọ cho con thì chị có lời khuyên nào thưa chị? Đối với những cái phụ huynh mà quan tâm đến việc mua bảo hiểm nhân thọ cho con thì mình nghĩ có một số cái lưu ý, mà lưu ý quan trọng nhất là tìm hiểu kỹ những cái điều khoản trong cái hợp đồng. Sau đó là chúng ta sẽ cân nhắc những cái thông tin như thế này: mệnh giá bảo vệ, giá trị hoàn lại cũng như là cái mức phí mà phải đóng. Đó là vì một khi mà mệnh giá bảo vệ và giá trị hoàn lại cao thì cái mức phí phải đóng chúng ta cũng sẽ cao theo. Vì vậy chúng ta sẽ lựa chọn sao cho mà cái phí đóng phù hợp với lại cái khả năng của mình. Rồi cái giá trị hoàn lại là số tiền tích lũy mà sau này chúng ta nhận được á, cũng phù hợp với lại cái mục tiêu số tiền chúng ta mong muốn dành cho con của mình khi để làm cái hành trang học hành và lập nghiệp. Mặt khác thì cái mệnh giá bảo vệ cũng phải phù hợp với lại cái số tiền mà chúng ta cần nếu như mà rủi ro xảy ra. Một cái điều lưu ý khác là chúng ta cần phân biệt giữa hai cái khái niệm người được bảo hiểm và người thụ hưởng. Thứ nhất là người được bảo hiểm, đối với bảo hiểm nhân thọ đó là người mà nếu mà cái rủi ro tử vong xảy ra cho người đó thì công ty bảo hiểm sẽ chi trả cái số tiền bảo hiểm. Còn người thụ hưởng là người mà sẽ nhận được cái số tiền chi trả của công ty bảo hiểm khi mà rủi ro xảy ra. Khi mà chúng ta nói là mua bảo hiểm cho con thì ở đây hàm ý cái người được bảo hiểm là người con. Nhưng mà thật ra có một cái cách khác để chúng ta bảo vệ cho con mình là chúng ta mua bảo hiểm cho cha mẹ và người thụ hưởng là con của mình. Thưa quý vị, cũng có rất nhiều phụ huynh đang băn khoăn chưa mua bảo hiểm nhân thọ cho con và cũng không muốn mua, và cái lý do là gì? Ngay sau đây chúng ta cũng hãy cùng tìm hiểu nhé. Tại vì theo tôi thì mua bảo hiểm nhân thọ cho con bây giờ thì nó thực sự là nó cũng không cần thiết lắm. Tại vì nó còn quá nhỏ đi để mà tại vì đóng bảo hiểm nhân thọ thì phải là tới 10 năm hoặc là 15 năm mới có thể nhận lại được cái số tiền đó. Mà lỡ như bình thường bây giờ tôi có tiền thì tôi đóng được, rồi lỡ một mai sau này cái kinh tế gia đình nó không có đủ để đóng á, thì lúc đó tự nhiên cái tôi phải ngắt ngang cái hợp đồng, thì lúc đó sẽ mất đi những cái quyền lợi rất là nhiều. Nếu mà có mua thì chỉ là suy nghĩ lại, chỉ để mà mua cho ông bà thôi. Lại là con nít bây giờ quan trọng là chỉ có cái bảo hiểm y tế. Tôi không quyết định mua bảo hiểm nhân thọ cho con tôi bởi vì con tôi còn nhỏ. Chẳng hạn như là đợi đến khoảng mười mấy, hai mươi mấy năm nữa thì cái lúc đó cái đồng tiền nó trượt giá, nó không có cái ý nghĩa nữa. Có nhiều bậc phụ huynh nghĩ rằng là nếu mua bảo hiểm thì đối tượng nên là người lớn, các bậc cha mẹ. Bởi vì đối với các con thì có chuyện gì rủi ro xảy ra thì đã có cha mẹ lo lắng rồi, không cần phải mua cho con nữa. Chị suy nghĩ thế nào về điều này?
Nếu mà kinh tế gia đình hạn hẹp thì chúng ta nên ưu tiên mua bảo hiểm nhân thọ cho cha mẹ hơn, là vì cái khó khăn tài chính xảy ra nếu như mà rủi ro đến với người trụ cột sẽ nghiêm trọng hơn. Thật ra thì cái ý nghĩa bản chất của bảo hiểm nhân thọ là bù đắp thu nhập cho những người còn sống nếu như mà người trụ cột gặp rủi ro về tử vong. Vậy thì để trả lời câu hỏi là có nên mua bảo hiểm nhân thọ cho con hay không thì chị trả lời thế nào ạ? Theo mình thì đầu tiên là với cái mục đích bảo vệ thì trước hết chúng ta sẽ ưu tiên mua bảo hiểm nhân thọ cho cha mẹ trước và để người thụ hưởng là con của mình. Sau đó chúng ta sẽ ưu tiên mua bảo hiểm y tế hay còn gọi là bảo hiểm sức khỏe cho con. Sau đó nữa thì chúng ta có thể tham gia bảo hiểm nhân thọ cho con của mình ở cái dạng là thuần bảo hiểm, không có kèm tích lũy hoặc là bổ sung trong cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của cha mẹ. Còn với cái mục đích tích lũy thì trước hết chúng ta sẽ ưu tiên đầu tư vào những cái kênh mà thuần mục đích đầu tư như là tiết kiệm hoặc là quỹ tương hỗ. Sau đó thì chúng ta có thể cân nhắc tham gia bảo hiểm nhân thọ cho con để tích lũy. Nếu như mà có những cái sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có cái quyền lợi hấp dẫn hoặc là có cái hiệu suất đầu tư tốt. Cảm ơn sự chia sẻ của thạc sĩ Cao Thùy Liên. Xin cảm ơn chị Khánh Huyền và xin chào quý vị khán giả.